Đây là biển báo hiệu lệnh 301D, bắt buộc người tham gia giao thông chỉ được phép rẽ phải ở phạm vi nơi giao nhau đằng sau mặt biển. Nếu không tuân thủ sẽ bị phạt nặng hoặc rất dễ gây tai nạn, cho nên các bạn tham gia giao thông chú ý biển này.